Hello, xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube bên Hiếu Minh Audio, cơ sở chuyên sự kiện cơ sở 3 bên em. Thì ngày hôm nay không phải là các bộ dàn chân dài ở kia đấy, mà ngày hôm nay là một thứ mà rất nhiều bác cũng đang quan tâm và có nhờ em tư vấn cũng rất là nhiều. Đó là một số dòng bát chuyên về sắt cũng như là chuyên về lời, dùng từ thường cho giá hạt rẻ đấy, ở bên em. Thì như các bác cũng biết đấy, các cái dòng bát này thì em cũng đã giới thiệu trên kênh YouTube của bên em cũng rất là nhiều. Ngày hôm nay thì em cũng cô đọng lại một số dòng bát mà phải nói là cái chân ái về cái mức giá hợp lý này, thứ hai là công năng sử dụng, thứ ba là các giải đáp ứng đấy. Thì là về cũng cùng phân khúc khác nhau, phân khúc tầm thấp nhất thì cũng hơn 2 triệu một sút thôi, chỉ có 2 triệu mốt là một cặp, còn phân khúc cao cao hơn xíu thì là 4 triệu với hơn 4 triệu một chút một cặp các bác nhé. Đấy, thì giá thành cũng tùy từng phân khúc và tùy từng chất lượng các loại bát. Thì như các bác cũng biết rồi, một hãng sản xuất ra thì đều có, em ví dụ như là hãng Honda đi thì cũng có xe Way, A-Blade và SH. Đấy, thì Yamaha thì cũng tương tự như vậy thôi. Thì những chiếc bát này của các nhà hãng khi đã sản xuất ra thì hướng đến cái một cái mục tiêu của người dùng, hay là hướng đến cái mục tiêu của cái nhu cầu mà chúng ta sử dụng chiếc bát đó như thế nào. Thì ở đây ngày hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả các bác các cái dòng bát 40 đang có mặt và sẵn hàng tại Hiếu Minh Audio các bác nhá. Thì tất cả những dòng bát này hiện tại là được các bác tin dùng và phản hồi với em về chất lượng cũng như là về cái chất tiếng rất là tốt. Nhiều bác bảo em ơi, ui giời, anh không ngờ thay này vào nó hay hơn hẳn đấy em ạ. Đấy, thì đây, thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến tất cả các bác một số dòng bát đang bát 40 đang cực kỳ hot tại cơ sở em. Thì em cũng vừa về hàng một phải nói là một xe ô tô các cái dòng bát này. Đấy, bên em thì hàng đi đi về về liên tục, nên các bác cứ yên tâm là về các cái mẫu mã cũng như sản phẩm luôn luôn là cái sản phẩm được cập nhật và mới nhất các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm về tất cả các sản phẩm, từ hàng bãi, các sản phẩm phụ kiện, hàng bãi này. Hàng bãi thì bên em thì gọi là lô về về liên tục đấy, như các bác cũng thấy biết đấy. Thì là trên kênh thì bên em cũng vừa mới về một lô loa, loa và lô súp đấy. Còn hôm nay thì em giới thiệu đến các bác các dòng bát từ thường, bát 40 các bác nhé. Có dòng chuyên sắp này, có dòng thì thêm về lời hơn một chút này đấy, và có dòng công suất cũng là tùy thuộc theo chúng ta ghép nối với vỏ thùng. Chẳng hạn ghép sắt thì đa số chúng ta nên dùng những chiếc bát nó có cấu tạo để chuyên về sắt, nó sẽ tốt hơn là khi chúng ta hướng đến cái chiếc bát mà thiên về lời đấy. Rồi còn những chiếc bát mà thiên muốn các bác muốn vừa là đánh, chẳng hạn như các bác ghép mà loa full đơn 40 chẳng hạn, thì muốn nào vừa đánh được bát tốt, vừa đánh được lời ca ổn định và ok, tức là cái giải đáp ứng rộng hơn, thì tất nhiên chất lượng chiếc bát đó cần phải đáp ứng những hai nhu cầu đó thì nó sẽ có giá thành nó đắt hơn và cao hơn một chút. Ok, và bây giờ thì em xin được giới thiệu các bác đầu tiên. Như các bác nhìn hình này, em xin được đi qua phần cấu tạo của em nói nhé. Thì các bác cũng biết là em này thì là thuộc dạng là màng trơn đấy, màng trơn không tạo gân sóng, và tất cả các cái nón này rất là lớn đây, thì các bác cũng nhìn biết rồi, em này chắc chắn là côn 100 rồi. Thì thường côn 100 thì nó, các bác nhìn sơ qua cái đường kính nón này là các bác cũng có thể nắm bắt được một phần nào đó về cái đường kính của cái sợi con đấy, sợi côn đấy. Đấy, em cứ gọi là côn đi đấy, là cho nó tiếng cho nó dân dã, sợi côn là nó sẽ to này. Dòng này thì thuộc dạng là nón lồi các bác nhá, nón lồi đây này, vòng này này, người ta nón lồi đấy, và các bác có thể nhìn đây cái cắt đường gân này, dòng này là dòng hai gân đấy, gân vải tẩm dầu và keo được bôi hai lớp đấy. Thì các bác nhìn không, tất cả các đường chỉ keo luôn luôn nguyên zin đấy. Cũng chia sẻ các bác thêm một chút nữa là những chiếc bát nào mà nguyên zin thì sẽ còn những cái sợi này đấy. Thì chiếc bát này là chiếc bát em tháo ra để làm mẫu thôi. Em nhờ bạn kỹ thuật đây em ơi. Đó, dòng này thì các bác thấy ạ, đây là các cái gân màng nhện bên trong, thì bên trong này cũng có củ một lớp gọi là đây gân bên trong, gân này là gân gọi là gân màu cánh gián này, em thường hay gọi là màu cánh gián, với các cái lớp đường keo cực kỳ chi tiết. Em này thì thuộc của họ nhà hãng nhập khẩu của nhà hãng BV Dup các bác nhé. BV Dup thì là một thương hiệu của Mỹ. Đấy, em này thì là được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ giấy tờ các bác nhé. Dòng này thì các bác nói thực sự các bác luôn, dòng này thì vừa đánh súp cực kỳ ok, vừa đánh full thì rất là tuyệt vời. Dòng này thì
cho tiếng bát ra rất là sâu và mềm các bác nhé, rất là sâu và mềm đấy. Và tiếng bát nghe em thì em nói chung là cái gu thưởng thức nghe nhạc của em thì là em thích cái tiếng bát nó sâu và nó mềm và nó nghe nó êm ái, nó dịu dàng, giống như các cái dòng như các bác nào mà đã nghe, đã trải nghiệm qua các dòng loa JBL này, các cái dòng loa JBL ấy, dòng loa Lexo hay là dòng loa Phen của thương hiệu Anh Quốc ấy, thì các bác sẽ thấy cái tiếng bát của dòng loa này nó thiên về cái kiểu đó, tức là cái độ bạo lực nó vừa phải đấy, giúp chúng ta nó gọi là ngồi nghe lâu, nghe mà nó sâu lắng và nó rất là cảm xúc đấy. Thì đây chính là em bát đó, em bát này vừa có khả năng đánh súp này, đánh súp này, vừa khả năng là đánh full, đánh lời, đánh mít lao liếc, thứ rất là tuyệt vời, giải đáp ứng rất là rộng cho các bác. Nếu mà các bác ghép các cái loa mà chẳng hạn như chiếc full đôi, em thường em cũng ghép cho rất nhiều bác, những cặp em lên cấu hình cho rất nhiều bác những cặp mà full đơn bát 40 theo form thùng của 715 của nhà hãng JBL ấy, thì cho em này vào thì thực sự các bác với không gian gia đình, có một bác ấy đánh là gọi là không cần súp đâu các bạn, tiếng đánh cực kỳ sâu, giải đánh được cực kỳ sâu, em nhớ không lầm thì cái chiếc bát này đánh được xuống tận 38-40 hết phải đấy, em không nhớ không lầm thì chắc thì đó là thế rồi, đấy đánh được xuống tận 45 hết rồi. Ok, cái đến là một gọi là một đàn em đấy, đàn em. Tại sao em gọi nó là đàn em thì nó cũng là cụ ở nhà hãng BV Dub. Quên mất, em xin báo giá luôn các bác nhá, cặp này thì hiện tại bên cơ sở em đang có giá là 4 triệu đồng một cặp các bác nhá. Là các bác đã sở hữu ngay một cặp bát cực kỳ chất lượng đấy, mà nó thực sự các bác là riêng hàng BV Dub này bên em bán bảo hành luôn các bác luôn đó. Bảo hành các bác 1 năm không xuống tiếng đấy, đảm bảo với các bác luôn. Hàng này thì riêng vào hàng BV Dub này thì được rất nhiều các bác đã tin tưởng và phản hồi, phải nói là rất là ok. Các bác chỉ có mua thêm thôi, rồi là cái bát mảng carbon các thứ, các bác đến đây các bác đổi em nhiều lắm, nhưng mà dòng này em là đánh súp chứ các thứ về các bác rất là ưng ý luôn đấy, đánh súp này, đánh full lời thì thực sự các bác không gì bằng những cái sự phản hồi, và sự đặc biệt là những sự phản hồi tích cực của các bác đấy, nó cũng là một động lực để bên em. Nó thực ra các bác hình dung rồi, bán ấy, buôn bán thì thường thường người ta sẽ bán những cái thứ khách hàng cần chứ không phải là bán những thứ gì mình có, đúng không bác? Đấy, bây giờ chia sẻ thêm các bác chút. Và bây giờ em xin giới thiệu đến em bát thứ hai ở trong danh sách đây. Ở đây thì chỉ có em 5 em bát bình thường thôi. Thì đầu tiên là một em bát gọi là chơi theo kiểu thế trung lập. Đấy, oánh tiếng nhạc cũng hay, oánh tiếng sốc cũng được, mà oánh tiếng full mid lao giải lời ca đáp ứng cũng rất là tốt. Đấy, cái đến là một em gọi là đàn em của em bát kia. Thì em này cũng là của họ nhà BV Dub. Hàng này thì chuyên về sắp hơn các bác nhé, cũng là bát 40 từ 220 côn 100 đấy, nhưng mà dòng này thì các bác ơi, các bác nhìn thấy không, cái màng gân này, màng gân này có thiết kế rất là nhiều điều, nhiều điểm lồi lõm giúp tạo gân sóng thì các bác cũng biết rồi, với những chiếc gân như thế này thì sẽ giúp tái tạo giải bát tốt hơn. Thì em bát này về cấu tạo và nhìn thiết kế như này là nói chung theo kinh nghiệm của em thì là sẽ tái tạo giải bát tốt hơn là em kia, tức là sẽ lại em bát này sẽ chuyên về đánh sắp này. Đấy, em này là em bát sắp này. Thì các bác nhìn này, đối với em bát này thì sử dụng là 3 gân các bác nhá. 3 gân đều gân vải tẩm dầu 2 lớp. Đấy, gân rất là mới luôn. Đây, keo chỉ. Đấy, mời các bác cùng lướt qua xem ạ. Đấy, em sẽ quay chi tiết để các bác cùng chiêm nghiệm, chưa gọi là quay cùng ngắm nhìn. Đấy, ngắm nhìn em nó. Đấy, gân này, các bác này, gân này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đấy, 13 gân. Đấy, các bác thấy không? Và đây, thì em này thì sở hữu em mới lật hẳn lên. Đấy, em này thì sở hữu một cái ngoại hình phải nói là khá là bắt mắt, với các đường góc cạnh khung này được CNC này, trông rất là hầm hố, giống như kiểu trên phong mơ ấy các bác nhỉ. Nhìn trông nó mạnh mẽ và trông nó rất là rất là bắt mắt luôn. Đấy, phải nói em bát này rất là hay. Với nói chung là nhà hãng BV Dub này thì thường thường là cái khí động học là thường thường hay để côn hở đấy các bác nhé. Tức là côn hở này, đấy, một số dòng bát côn hở này. Và đấy, chúng ta có thể nhìn thấy bên trong luôn này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy bên trong. Và bây giờ thì em mời các bác cùng đi xem qua cái màng gân đấy nhỉ. Đấy, em này thì thiết kế theo kiểu cờ vát ca cong này. Khác kiểu khung xương đúc này, đây là khung này, khung là khung CC cắt rồi. Đấy, rồi cho anh xoay ra xem cọc
Đấy, cọc dâu trước thứ này các bác này. Nhìn thiết kế phải nói là rất là hầm hố và tính toán khí động học rất là nhiều các bác nhé. Không phải tự dưng cái màng này nó xít tại đâu, cái góc khung này tự dưng nó xít tại đâu các bác nhé. Là trong đó các kỹ sư đã tính toán hết rồi, khi cái màng bát nó dao động đấy, sẽ có lỗ khí thoát ra đây và sẽ thoát vòng ra đây. Đó là giúp và giải nhiệt cho côn. Đấy, đây dòng này là dòng bát súp các bác nhé. Em này thì đang có mã model là FVG 15400 với từ 220 côn 100. Đấy, bát từ rất là dày, dòng này thì thiên về tiếng sắp hơn. Đấy, giải lời thì cũng vừa phải. Đó, thì em kia thì là chuyên rồi. Đấy, chơi cả hai loại, hai thể loại. Em này thì là thiên về sắp hơn. Đấy, như các bác cũng biết em có nói đầu clip đấy, là một nhà hãng khi đã sản xuất ra là sẽ có rất nhiều phân khúc và nhiều cái định hướng theo nhu cầu của khách hàng các bác nhé. Định hướng theo nhu cầu khách hàng, chẳng hạn bây giờ bác là lấy một mua chiếc bát về bác đánh sắp đúng không, mà bác yêu thích cái đơn vị đó thì là bác sẽ sử dụng là em bát na SVG 15400 này chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn như là bác đi giống như là nhà hãng Honda chẳng hạn, bác mà mua em đi để mình chạy xe ôm thì bác làm con quay. Đấy, giá thành hợp lý, bền bỉ, dễ sửa chữa, nhân dìa rất nhiều linh kiện phụ kiện. Đấy, hoặc là bác chạy taxi thì bác làm con tôi ông ta vai ốt. Đấy, đấy, nó rất là nhiều cái để chúng ta lựa chọn, cái phân khúc để chúng ta lựa chọn. Đấy, một nhà hãng bao giờ cũng thế, nhà hãng nào cũng vậy thôi các bác ạ. Và đây em cũng thông báo luôn các bác nhé, em này thì hiện tại cơ sở Hiếu Minh Auto sự kiện đang bán em này có mức giá là 3.800.000 đồng một cặp các bác nhá. 3.800.000 một cặp là các bác đã sở hữu một em bát từ 220 của nhà hãng BVD, thiết kế rất hầm hú, chuyên về tiếng sắp các bác nhá. Em này đánh sắp thì tuyệt vời. Đó. Ok, cái đến là một đây là các cái dòng bát phân khúc, còn là phân khúc khá là cao một chút, là về cái giá thành, mức giá thành và cũng khá là cao một chút. Thế đến là em xin được giới thiệu đến tất cả các bác là một số em bát đấy, phân khúc của giá nó còn là mềm mại hơn, hạt rẻ hơn xíu. Thì ở đây cũng có một em bát nữa là em bát chuyên về sắp. Đấy, các bác nhìn được không? Em vừa đã nói rồi. Đấy, thiết kế các màng gân tạo sóng này thì giúp tái tạo các cái tần số thấp tốt hơn. Đó là cái kinh nghiệm của em. Thực tế thì nhìn vành, nhìn viền này thì các bác cũng đoán ra được một phần nó là em gì rồi đúng không ạ? Vâng, xin giới thiệu đến tất cả các bác, đây là một em bát RCF với từ 220 côn 100. Đấy, các bác nhìn cái nón này, đấy, nón rất là to lớn này, côn 100 này. Đấy, các đường keo này. Đấy. Đường keo. Đấy, nhìn trông rất là hầm hố. Dòng RCF thì thường thì trong các clip trước em cũng đã phân tích với các bác rồi. Tức là thiết kế của nó thì thường là nghe rất là hầm hố nhưng mà có sự tính toán khoa học. Đúng là thương hiệu kiểu như là gọi là ý có khác. Đấy, rồi. Giờ mời các bác cùng xem qua cái phần bên trong. Đấy. Đây là phần nhện của nó các bác nhá. Đấy, màng nhện này. Đấy, kết nối vào cái cuộn cái đầu của cái màng trên. Đấy, để có keo này. Rồi. Ok. Dòng này thì đây là các cái cọc đấu dưng dòng dưới ép thì các bác nhìn thấy này. Cứ nhìn thằng nào đi tôi lùi này là mã của nhà của họ nhà RCF này. Đấy, dòng này thì thôi thực sự ra cũng tâm sự thật với các bác, tiền nào của đấy. RCF đây thì cũng là RCF Trung Quốc thôi. Đấy, nó thực sự các bác thấy, còn RCF xịn thì không bao giờ có giá dưới chục triệu một đôi bát đâu các bác nhá. Em nói thực sự các bác, RCF made in Italia, hàng nói chung là mình phân khúc bình dân, và nó thật sự các bác là mình bán hàng thì bọn em bên em ấy bán là có sao nó vậy. Nó thực tế làm sao cho nó phù hợp với mức nhu cầu ta. Bây giờ nhiều bác thì cứ bảo là chê dàn này dàn nọ, nhưng mà thực ra là mình có tầm nào tiền thì mình chơi thế thôi. Đó, cái phân khúc tất nhiên rồi, ai cũng mong muốn là phải được cái hay, phải được cái đồ tốt, được trọn vẹn. Nhưng mà cái vấn đề là còn vấn đề kinh tế nữa các bác đúng không? Các vấn đề kinh tế là chủ yếu. Đấy, giờ các bác không thể nào mà chẳng hạn như là chưa đủ ăn mà cứ đòi những cái cao siêu hơn chẳng hạn đấy. Những người có điều kiện thì em không nói nhé, em xin phép này em không nói. Còn những người kiểu như là nghèo mà sĩ, hoặc là nói chung nôm na là cũng cái này cũng hơi động chạm chút, xin phép này thôi em ngắt lời em không nói ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Bích từ rất là dày. Em này thì hiện tại bên em đang có giá là 2.650.000 đồng một cặp các bác nhá. 2.650.000 đồng đấy là các bác đã được sở hữu một cặp, tức là hai chiếc đấy ạ. Đấy, dòng bát 40 thì bên em có bán lẻ một chiếc để cho các bác về thay thế các chiếc bát mà đã bị chiếc bát vào các chiếc loa súp này, hay là chiếc loa bị cháy, mà thực sự các bác là
các bác đi cuốn lại thì giá cũng xem rồi. Đó, giá xem rồi. Đó, nếu mà một chiếc này bác có bao tính là gọi 2.650.000 đồng, 2.700.000 đi, một chiếc là 1.300.000, các bác cuốn lại thì nó phải tầm độ 500-600 này. Đấy, đấy là giờ thợ cuốn chuẩn và côn chuẩn, hàng xịn các bác nhá. Đấy, bản thân em là trước thì cũng sửa chữa là cũng biết chút chút về giá thôi, không biết là giờ giá nó như thế nào, cập nhật ra làm sao, nhưng mà nó phải tầm tầm đấy thì có sự cân nhắc. Nếu mà cái bát của bác đánh lâu ngày quá mà từ nó xuống hoặc nó kém rồi, màng gân nhện nó kém rồi, thay thế hết nhiều quá thì thôi các bác làm một chiếc mới thay cho nó thoải mái, an tâm sử dụng, đúng không ạ? Vâng, vừa rồi đó là một số chiếc bát. Đấy, em đầu tiên kia thì nó thuộc dạng là hoa hậu rồi, là phiên bản number one nhất ở trong khu vực đây rồi, về lời, về súp đây, đấy, đều là thể hiện hết. Cái đến bây giờ em xin phép được giới thiệu đến tất cả các bác hai dòng bát thiên về lời. Đấy, thiên về lời nhiều hơn các bác nhé. Tức là những cái dòng bát thiên về lời thường thường thì các cái màng gân rồi các cái nó nhỏ, khi mà các cái sản phẩm nó nhỏ thì chúng ta sẽ cái độ chi tiết, tức là độ tái tạo, độ chi tiết và độ điều khiển chúng ta sẽ dễ dàng hơn là các cái dòng côn lớn này, rồi dòng côn lớn. Đấy. Tại sao là thế thì các bác cứ hình dung là khi các bác sửa chữa một cái thiết bị gì nó vừa phải vừa tầm ấy, thì các bác vặn các phụ kiện hay là các bác làm các cái linh kiện nó cũng dễ tháo lắp hơn. Đấy, dễ nhìn, dễ tháo lắp hơn, tức là vừa vừa tầm. Đấy. Còn những các cái sản phẩm chẳng hạn như là rất nhiều chi tiết cũng như là máy móc mà nó to lớn ý, thì chúng ta tháo, chúng ta cũng phải học tháo hoặc điều khiển hoặc là chúng ta sử dụng nó cũng cần phải có cái kỹ năng và có cái, tức là có cái sự kiểm soát, nó sẽ là khó hơn. Ok, và đấy là ngoài lề một chút. Thì ở đây em đang có một chiếc bát cũng họ nhà BV Dup các bác nhá. Riêng nhà BV Dup thì bên em có rất nhiều mã, thì em đã nghiên cứu những cái mã mà thực sự các bác là bên em cũng có máy móc đo đạc cụ thể, cũng như là nghiên cứu về cái tầm giá, về chất lượng, với độ bền, độ ổn định các bạn. Cái gì cái cũng phải có sự phản hồi của các bác. Đấy, các bác phản hồi là về các cái sản phẩm này chất lượng nó tốt, ổn định và các bác ủng hộ thì bên em mới dám nhập về nhiều về làm. Chứ thực ra là một hãng thì có nhiều thứ lắm. Tất nhiên là không thể nào hãng nào cũng phải là chuyên dụng được tất cả các thứ gọi là ổn định và các thứ là thế mạnh được cả. Đấy. Một hãng thì có thể là có chuyên về loa, chẳng hạn có những hãng nghiên cứu chuyên về loa, có những hãng nghiên cứu chuyên về main công suất, giống như là PowerShop này. Đấy, Nexo, những hãng Nexo lớn thì thương hiệu đứng gọi là top 5, top 6 thế giới thì cũng vẫn phải đặt là main của hãng PowerShop thôi. Đấy, PowerShop đấy, người ta đặt về để người ta sử dụng cho cái sản phẩm của hoặc là đặt OEM theo đơn hàng để sử dụng cho cái sản phẩm loa với cả loa với cả các cái công suất của bên nhà Nexo. Đấy, Nexo là sản xuất loa thôi các bác. Còn main công suất thì là PowerShop. Rồi lắp bình của Thụy Điển chẳng hạn. Đó. Đấy là em chỉ nói, em gọi là nhắc đến các nhà hãng lớn. Đấy, tầm kiến thức của em cũng chỉ biết đến vậy thôi. Thì em thấy là các hãng lớn thì đôi khi người ta chỉ chuyên sản xuất về loa, rồi các cái loa này, rồi các cái controller chẳng hạn. Đấy, controller đấy. Ok, và bây giờ thì là đây là một em bát 40. Đấy, dòng này thì là từ 19-76 của nhà hãng BV Dup. Em này thì nói chung là với cái thiết kế thì em cũng đã phân tích các clip trước, là chắc các bác cũng biết. Đây thì em cũng mời các bác cùng đi xem qua các cái gân màng nhện này, các cái dâu này. Đó, dâu này là các bác nhìn này, đấy không? Đấy, dâu này đồ keo rất là chắc chắn. Đấy. Đấy, độ rung này thì cái gân này bao giờ thế này. Đấy, nó có độ lẩy, độ rung rất là mềm mại. Đấy, và bích từ thì rất là dày. Dòng này là từ 19-76, một dòng bát chuyên về lời. Và thực sự các bác, em rất ấn tượng với em bát này bởi vì nó thể hiện cái giải mid lao ấy, tức là khi chúng ta karaoke, thực sự các bác là em này cho cái lời ca rất là dày, ấm và nó thực sự các bác rất là bắt mic luôn. Đấy, rất là bắt mic luôn. Nó bắt mic mà không bị ù nhá. Đấy, bắt mic mà không bị ù mà cái lời ca cảm giác rất là nhẹ nhàng khi mà chúng ta hát vào tiếng mic các bác ạ. Đấy. Riêng em bát này, em đã ghép và thử và so sánh trực tiếp rồi các bác nhé. So sánh rồi thì em mới gọi là đưa ra cái kết luận cũng như là tư vấn góp ý với các bác. Đấy, dòng này thì được ghi luôn cả số trên này. Đấy, dòng nhà BV Dup thường thường là dập khuôn này, có những chiếc thì sẽ dập màng này các bác ạ. Một em bát 40, hàng nhập khẩu, thương hiệu của Mỹ, mã model là VK1590, bát 40 từ 19-76. Đấy, với em cặp bát này ở đây thì đang có giá là 2.600.000 đồng các bác nhá. Các bác mà ghép bát 40 để ghép array này, thực sự các bác không nên bỏ qua mẫu em này.
Đấy, nếu Array bát 40 thì là hơi nặng nề một chút, nhưng mà các bác không nên bỏ qua em này. Phải nói em này cho ra cái lời ca và chất tiếng phải nói rất là tuyệt vời, rất là hay luôn. Em ghép lên dựng lên cho cấu hình cho một số bác, cũng phải 5-6 bác rồi. Dùng em bát này thực sự các bác nó ca sướng lắm. Lời ca tiếng mic và rất là dày, rất là đầm ấm luôn. Mà đầm ấm mà không bị ù xì nha các bác nhá. Đấy, đầm ấm không bị ù xì. Đấy. Đấy, mời các bác cùng xem qua một lượt nữa. Đấy. Em này thì có gân tá tạo bát thì giờ trên cao chứ không phải dưới thấp này. Đấy, dưới thấp ở trong này là sẽ là tần số thấp hơn. Đây này, 1 2 3 4 5. Đấy. 42 gân. Đó, dòng này thì chuyên về lời, phải nói là lời ca đầy đầm ấm. Em rất là kết luôn. Đó. Tiếp tục kế đến là một em bát nữa các bác ạ. Một em bát 40. Cũng là chuyên về lời với giá phân khúc cực kỳ hợp lý. Đấy, cho các bác cùng chơi. Hiện tại em này em xin phép được nói giá luôn, xong em sẽ nói đến tên và thương hiệu các bác nhá. Em này thì bên em đang có giá là 2.100.000 đồng một cặp các bác nhá. 2.100.000 đồng. Em này thì là chuyên về lời. Đấy, lời ca của em này thì rất là ổn. Đấy, công suất cũng là đến cái mức gọi là vừa tầm, để các bác rất dễ, cực kỳ dễ phối ghép mà các cái dòng đẩy các bác nhá. Đấy, em này thì đây, dòng này thì khác của em BVDUP một chút là có 3 gân. Đó, 1, 2, 3 đây. Các bác nhìn này, em này thì có 2 thôi. Em này thì là 3 gân, cũng là 5 lớp gân trên cao để tạo tần số, tái tạo tần số mid lao. Đấy, thì em này cái giải mid lao rất là tốt, lời ca cũng là đầy và ấm. Đó, đấy, và đây là chính là cái bên trong của em đó. Em sẽ gửi đến các bác đây. Em này thì cái màng nhện này của nó kiểu màu như màu đất đỏ này. Đấy. Với gân được ấy rất là chắc đây. Dòng này thì em cũng thấy trong các cái dòng loa bãi phân khúc mà bát 40 cũng rất là nhiều các bác nhá. Em gặp rất là nhiều luôn. Đấy. Mời các bác cùng xem qua một lượt về cái gân guốc của ấy. Rồi em ơi, úp lên đi. Đấy, dòng này cũng thuộc dạng là kiểu như là côn hở. Đấy, đấy các bác nhìn thấy chưa? Em này thì là em bát BM với từ 19 côn 76. Đó, đấy, dòng này là thuộc dạng là hở. Cái này là hở, gọi là hở chỗ côn thôi, chứ về chưa hở hẳn được côn ra. Đấy, các bác liếc nhìn trên thì các bác có thể nhìn thấy thêm một chút là cái côn của em nó chỗ góc trên này. Đó, đó đấy, chỗ tay em chỉ đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, còn đây là cọc. Đấy, em này thì thuộc cả phân khúc gọi rất là phổ thông, hợp ví tiền cho các bác cùng chơi đam mê, nghịch ngợm, chế cháo những đôi loa sử dụng gia đình hoặc là sử dụng ngoài trời đều ok hết các bác nhé. Dòng này thì thiên về lời, công suất nó cũng rơi vào mức khoảng tầm độ 350W một chiếc này. Đó, thế ấy, thì tùy theo từng phân khúc, tùy theo từng cái nhu cầu cũng như là mục đích các bác muốn hướng tới thì các bác hãy lựa chọn cho mình những chiếc bát làm sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, tất nhiên rồi thì tốt, ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn là kiểu như là được cái sự hoàn hảo nhất. Nhưng mà theo cái mục đích của chúng ta lựa chọn theo đúng cái mục đích chúng ta sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp với cái tiêu chí của chúng ta, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được một phần nào đó, một phần chi phí. Đấy, phần chi phí đó có thể là đi uống bia, có thể là đi rửa gian chẳng hạn, hoặc là rửa đôi loa khi mà lên nó hay, đúng không các bác? Vừa rồi cũng là một clip ngắn để chia sẻ cũng như giới thiệu đến tất cả các bác một số dòng bát 40 từ thường. Vừa về lời này, vừa về sắp này, đấy, vừa về lời này, vừa về sắp này, và cả lời cả sắp này, giới thiệu đến tất cả các bác đấy. Một phân khúc gọi là giá rất là hợp lý và rất là hot, đang có tại sẵn hàng tại cơ sở Hiếu Minh Auto bên em. Mọi chi tiết thì mời các bác cùng liên hệ, cũng lên ngay số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình các bác nhé. Em Dũng có số điện thoại hotline là 0938 132 388, sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cũng như là ghép nối các cái bộ dàn, tư vấn các bác về các cái sản phẩm bát tép rời, cũng như là các cái sản phẩm bộ sự kiện như các bác ạ. Đấy, thì làm sao cho phù hợp với tiêu chí cũng như là túi tiền các bác nhất. Mời các bác hãy liên hệ ngay cho em nhé. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.